Chính phủ đã tổ chức hội nghị toàn quốc về công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị. Cùng tham dự tại điểm cầu Chính phủ có Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành. Hội nghị được kết nối trực tuyến đến các điểm cầu tại 63 tỉnh thành. Tại điểm cầu của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu có sự tham gia của lãnh đạo tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh. Công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế được Đảng, Nhà nước xác định là một trong những khâu đột phá chiến lược. Ngay sau kiện toàn Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo các ngành, các cấp triển khai ngay xây dựng và hoàn thiện thể chế cho năm 2021 và cho cả nhiệm kỳ, các nhiệm kỳ sau. Tại hội nghị toàn quốc về xây dựng và hoàn thiện thể chế, các đại biểu đã tập trung thảo luận làm rõ những tồn tại, hạn chế, từ đó đề ra giải pháp trọng tâm nhằm tiếp tục đổi mới, nâng cao hơn nữa chất lượng công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế, tháo gỡ các điểm nghẽn, nút thắt về thể chế trong lĩnh vực được coi là điểm nóng. Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, một số bộ ngành, địa phương vẫn chưa quan tâm đúng mức, đúng tầm đến công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế. Nguồn lực đầu tư cho công tác này còn hạn chế. Vì vậy, Thủ tướng đặt ra một số yêu cầu, nhiệm vụ. Thứ nhất, người đứng đầu các bộ, ngành, địa phương trực tiếp chỉ đạo, theo dõi, đôn đốc và nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của xây dựng và hoàn thiện thể chế. Thứ hai, cụ thể hóa, thể chế hóa chủ trương, đường lối của Đảng và hoàn thiện thể chế. Thứ ba, làm sao để thể chế là động lực, đòn bẩy cho sự phát triển. Thứ tư, phải rà soát những vướng mắc của thể chế từ thực tiễn. Thứ năm, tăng cường phân cấp, phân quyền, đi đôi với thiết kế công cụ kiểm tra giám sát, quy định trách nhiệm, cắt giảm các thủ tục hành chính. Thủ tướng cũng nhấn mạnh, đầu tư cho xây dựng thể chế chính là đầu tư cho sự phát triển bền vững, phải đặt lợi ích quốc gia, dân tộc lên trên hết, trước hết. Chống để xảy ra tham nhũng, tiêu cực, lợi ích nhóm trong công tác rất quan trọng này.